Dự báo giá cà phê ngày 23 tháng 9 năm 2024, giá cà phê tiếp tục có sự biến động mạnh. Giá cà phê Arabica Brazil hôm nay vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2024 tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 302.3 đô la mỗi tấn, giảm 2.36%. Kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 304.8 đô la mỗi tấn tăng 0.33%, kỳ giao hàng tháng 3 năm 2025 là 303.5 đô la mỗi tấn, tăng 0.56% và giao hàng tháng 5 năm 2025 là 301.75 đô la mỗi tấn, giảm 4.58%, tuần này giá cà phê hai sàn giảm mạnh dù cục dự trữ liên bang Mỹ quyết định giảm lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm. Lý giải nguyên nhân này, các chuyên gia cho rằng động thái của thị trường là điều đã được dự báo trước không có bất ngờ do thông tin phép giảm lãi suất đã được thị trường chuẩn bị trước cả tháng đầu cơ và các quỹ đã tăng mua tích trữ nhiều tuần trước đó trước hưng phấn của thị trường bên cạnh đó những ngày cuối tuần thông tin dự báo mưa ở brazil đẩy hai sàn bán thanh lý mạnh hơn dẫn đến giảm giá liên tiếp theo các nguồn tin sẽ có mưa ở các vùng trồng cà phê của brazil vào tuần tới đúng trong thời kỳ cần nước để cây ra hoa đây là thời điểm rất quan trọng đối với cây cà phê của Brazil, ngoài ra giá kim loại vàng tăng cao cũng hút hết vốn từ những thị trường khác, trong đó có cà phê. Trong một lưu ý, ngân hàng Rabobank cho biết, lượng mưa ở các khu vực Arabica liên tục ở dưới mức bình thường kể từ khi bắt đầu mùa khô vào tháng 4. Rabobank dự báo thị trường toàn cầu sẽ chuyển từ cân bằng sang thẳng dư nhỏ trong vụ 2024-2025, nhưng sự chậm trễ trong vận chuyển tình trạng khan hiếm container và các quy định mới về chống phá rừng của EU sắp có hiệu lực, khiến giá ổn định ở mức cao trong thời gian còn lại của năm 2024. Thời tiết nóng và khô ở Brazil vẫn là yếu tố hỗ trợ chính, làm giảm triển vọng cho vụ mùa năm sau. Theo công ty môi giới Heger Airboy Global Market, nông dân Brazil đang trì hoãn bán cà phê Robusta do kỳ vọng giá sẽ tăng thêm. Brazil đã bán một lượng Robusta kỷ lục trong năm nay do nguồn cung thiếu hụt từ Việt Nam. Trước đó, Indonesia, quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn thứ ba thế giới cũng giảm lượng cà phê cung ứng ra thị trường để chờ giá lên cao hơn. Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, Vicofa nhận định, giá cà phê trong nước dự báo ổn định bởi nguồn cung đã cạn, ít có giao dịch. Việt Nam thu hoạch trộn cà phê vào tháng 11 và tháng 12 tới nên trong tháng 9 và 10 hàng năm sản lượng cà phê cung ứng ra thị trường ở mức thấp nhất trong năm. Hai nguồn cung lớn nhất trên thế giới là Brazil và Việt Nam đều bị biến đổi khí hậu gây mất mùa đã tác động lên giá. Bên cạnh đó yếu tố đầu cơ trên sàn lăng đơn cũng khiến giá cà phê có sự biến động mạnh. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2024 như sau thị trường cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh 2.000 đến 2.200 đồng kg nằm trong khoảng 119.500 đến 120.000. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 119.800 đồng kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắc. Còn tôm, Gia Lai là 120.000 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chiêu Prong là 120.000 đồng giảm 2.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Ở Pleiku và La Grai cùng giá 119.900 đồng kg. Tại tỉnh Con Tum ở mức giá 120.000 đồng kg giảm 2, 100 đồng kg so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Đắk Nông Cà Phê được thu mua với giá 120.000 đồng kg giảm 2.100 đồng kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà cà phê được thu mua với giá 119.500 đồng kg giảm 2.200 đồng kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện cư Mờ Ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 120.000 đồng kg giảm 2.100 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Iai Hát Lèo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 119.900 đồng kg. Dự báo giá cà phê ngày 23 tháng 9 năm 2024 tại thị trường trong nước ổn định.